Đúng rồi, thật diêm em nó ông ơi. Ui, trở linh tuyệt vời luôn ông ạ. Đấy rồi, ấy có ai thấy Kimmy không ạ? Ui, mỡ thích Kimmy lắm. Ôi thôi cũng được. Em Kimmy đâu rồi nhỉ? À đây. Úi rồi ôi. Ấy ạ, nó có bảo hộ anh em rồi, không sao. Đó thì mỡ lại di chuyển lên đường trên, mỡ sẽ đi xung quanh, dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường để mà ôi giời ơi, Kimmy đi lạc anh em ơi. Úi giời ơi, Kimmy bật cả bảo hộ nhưng mà cũng không thở được. Trong đầu Kimmy kiểu chứ cái lùm mé thằng Johnson này nó biến thái vậy. Nó phải tanh à? Không, tôi phải tanh không? Tôi đỡ đòn mà. À quên mất, tôi là lên pháp sư mà. I am Optimus Prime, leader of the Autobots. Ayo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tom Mỡ. Và Optimus Prime skin có thể nói là đầu tàu, là đội trưởng, là chủ đạo của chuỗi sự kiện Transformer sắp quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends của chúng ta rồi anh em ạ. Và nói trước để mà anh em chuẩn bị tinh thần, đó chính là sau tuần sau anh em nếu như mà yêu thích cái sự hợp tác giữa Mobile Legends và Transformer này thì anh em hoàn toàn có thể có được cho mình cái đó là cái cơ hội sở hữu lại một trong số 6 trang phục Transformer, hoặc là cả 6 trang phục này. Và lưu ý là cái mức giá là nó không hề mềm, bởi vì anh em nên nhớ rằng cái thời điểm mà Mỡ làm video clip để có được cái trang phục này, tức là cách đây gần 1 năm về trước ý, là nó rất đắt đỏ. Nếu như Mỡ nhớ không nhầm thì cái đợt đầu tiên ra mắt 3 cái trang phục Transformer của cái vị tướng Granger này, của cái vị tướng Johnson không, đợt đấy là ra mắt 3 skin của Xbox Bumblebee, của Johnson, đó Optimus Prime, và đó là cái vị tướng hình như là Mỡ nhớ là của cả Granger nữa anh em ạ. Đấy, thì ba cái trang phục này nó sẽ rơi vào khoảng đâu đấy là 23.000 kim cương. Tương ứng với mỗi cái trang phục anh em sẽ cần phải bỏ ra, nó rơi vào khoảng từ 7.500 đến 8.000 kim cương, hoặc thậm chí là 9.000 kim cương để anh em có được một cái trang phục Transformer. Tức là nếu như quy đổi ra giá trị tiền Việt ý, thì một cái trang phục này nó sẽ có cái mức giá đâu đấy nó rơi vào khoảng từ 3.500.000 cho đến 4.000.000 Việt Nam đồng. Nếu như mà anh em mua cái skin này theo cái con đường chính ngạch. Đấy, nói thế để cho anh em biết rằng là sắp tới Moon Tool lại một lần nữa sẽ mang đến cho anh em một cái cơn đau tim, hoặc đó là đau thận. Và ở đây Mỡ trong trận đấu này sẽ sử dụng cho anh em xem đó là ngoại hình cũng như là hiệu ứng ở thời điểm hiện tại của skin Transformer đến từ cái vị tướng Johnson. Anh chàng này cosplay Optimus Prime anh em nhá. Thì ở trong cái trang phục này anh em có thể thấy là giọng nói voice của cái con Johnson đã được đổi thành Optimus Prime. Cái xe thì cũng đã đổi thành xe của Optimus Prime. Hiệu ứng cũng đã đổi được thành Optimus Prime. Và bộ kỹ năng cũng đã được thay đổi sao cho nó phù hợp với một cái trang phục ngang với mức đó là cái trang phục cấp độ Legend anh em ạ. Và ở trong cái trận đấu này thì vì về cơ bản team Mỡ đã có cho mình đó là cái vị tướng Phaedrin đi rừng lên tanh rồi, thì Mỡ cũng sẽ chia sẻ với anh em luôn, đó chính là cái lý do nào chúng ta có thể pick được cái con Johnson ở trong một cái trận đấu rank cao vinh quang thần thoại. Rất là đơn giản thôi anh em, pick Johnson ở trong rank cao nó sẽ rất là dễ dàng khi mà trong team của anh em có một cái con tanh đi rừng.
Cụ thể đây là Phaedrin, bởi vì bản thân Phaedrin có thể tự đánh được rồi. Và chúng ta sẽ làm một cái con tanker tạo nên đột biến. Như anh em có thể nhìn thấy, một tiếng tông xe vào mặt của Kimi. Kimi bị đốt rất nhiều máu. Kimi chắc có lẽ là đang bởi vì tại sao con Johnson này nó tông đau đến là như vậy. À thì là mà bởi vì là team của mỡ đã có tanh là Phaedrin rồi, cho nên chẳng có cái lý do gì mà mỡ lên tanh cả anh em ạ. Mỡ đặt phùn phép anh em ơi. Một mỡ sẽ đóng vai trò là người chơi tanker tạo đột biến anh em nhá. Phaedrin đang di chuyển lên đường trên, mỡ sẽ di chuyển theo anh ta. Giao tranh đang được nổ ra và mỡ vẫn thích mong của em Kimi. Úi xồ ôi, điểm hẹn đến đúng em Kimi luôn. Kimi không được chơi ở trong cái trận đấu này. Và người phải lên bảng đếm số thay cho Kimi đó chính là cái vị tướng Hai Lột anh em ạ, thậm chí là cả Julian luôn. Trời ơi, cái trận đấu này là cái trận đấu mà mỡ nghĩ rằng là nếu như mà anh em nào mà yêu thích cái vị tướng Johnson này thì anh em có thể chơi theo hai cách. Cách thứ nhất, nếu như mà team của anh em không có tank ấy thì anh em nên lên tank. Còn nếu như mà team của anh em có những cái con tank kiểu như đi rừng như là Phaedrin hoặc là Barat ấy thì anh em nên lên Darkfang, nó sẽ là hợp lý hơn. Chúng ta đánh giống kiểu gọi là ngày Justin ở bên phía team Philippines. Đó, bên phía của team Myanmar, tự nhiên lại quên mất, rất xin lỗi anh em. Đó, thì cái lối chơi này của Johnson nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Bởi vì Johnson cũng giống như là Franco vậy anh em ạ. Đây không phải là hai cái vị tướng có khả năng mở giao tranh một cách dễ dàng. Mở giao tranh thì có, nhưng nó không phải là cái con tanh thuần đấy anh em. Nhưng mà, một tình huống tông vào đó là phần thân của Hai Lô anh em ạ. Và tiện Hai Lô lên bảng điểm số, sau đó là cái vị tướng Kimi. Chơi cái con Johnson lên đao mà đâm thích vãi cả nồi anh em ạ. Chứ còn cái con Johnson lên tanh thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cầm cái bảng nó khác và cái cách lên đồ nó là khác anh em ơi. Nhưng ngày hôm qua thì mỡ cũng mới thử chơi cái con Johnson, mỡ thấy một cái anh ở trên mạng anh ấy cầm cái đũa phép ánh sáng sau khi mà lên cho mình đó là cái quyền triệu thời gian đâm phê lắm luôn anh em ơi. Đây là một tình huống mỡ đang dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường bằng cái chiêu cuối hạ cánh thần tốc và sẽ ẩn thân xuống đường dưới, nhưng có sự chặn đầu đến từ vị trí của Julian. Julian đã có được một cái pha cứu nguy cho Nana. Thật ra tình huống vừa xong là mỡ định tông vào Nana để lấy đi cái nội tại quà của người đại nhân, nhưng có sự hỗ trợ đến từ Julian. Thôi mỡ sẽ đứng ở đây thôi, mỡ có phải là tanh đâu anh em, mỡ biết gì đâu, không biết gì hết luôn, không nhớ nữa, sẽ di chuyển về nhà nha. Chờ hồi phục lại cái chiêu cuối hạ cánh thần tốc và sau đó chúng ta sẽ lại lên xe. Mục tiêu của chúng ta sẽ là ở đường trên. Có sự ngồi trên xe đến từ Vạch Sana, anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Ở trong cái trang phục này thì chúng ta có thể thấy được vị tướng nào đang lên ở trong xe của chúng ta. Và một tình huống mà Kimi mắt chữ O mồm chữ A chắc ngớ người ra. Bởi vì cô ta đang đấu đam với cả vị tướng Cờ Linh và chắc là đang gọi là cười khẩy vỗ tay vào đùi cãi bụp. Tưởng là mình lùi được về rồi anh em ạ. Nhưng câu trả lời ở đây là đúng là về được anh em ơi. Nhưng mà về với tổ tiên anh em ạ. Ok, trận đấu này anh em có thể nhìn thấy là bởi vì team mỡ đã có tanh, cho nên là đánh Johnson với mỡ có thể nói là rất là dễ dàng. Mỡ không phải quá quan trọng về cái việc lúc nào phải đi theo ông rừng để mà bảo kê nữa, mà mỡ sẽ có được những cái lối chơi, những cái đột phá riêng. Còn ở đây là Julian bút bớ vào mỡ hả? Bạn ơi, bạn bớ vào mỡ hả? Thế thì mỡ xin vào mông của con Nana này. Chạy đâu Nana với chúng tôi. Ui, con Nana nó lại còn hồi máu ở cái dạng quả của mẹo đại nhân. Chứ cái tình huống vừa xong nó mà không hồi máu là mỡ có được cái mạng đấy thôi. Thôi đi về đã nhá, đi về đã, từ từ đã, bình tĩnh này. Đi về để mà gọi là lái xe lại từ đầu, đi từ nhà cho nó dễ anh em ạ. Đấy rồi, let's go. Đi đâu đây, đi đâu đây, đi đâu đây. Đi ra đường giữa, ping ra đường giữa này. Vít, vít, ui xồi ôi. Hai lốt đừng cứng ngắt. Hai lốt không kịp dùng skill lên bảng điểm số. Bây giờ cái chiêu cuối hạ cánh thần tốc của mỡ nó chỉ có vỏn vẹn là khoảng tầm chừng là 12 giây mà thôi. Trong khi đó thì team bạn đang bị ép. Họ cũng có hai tanh, nhưng có vẻ như là tanh team bạn nó không được cơ động với cả linh hoạt giống như gọi là Phaedrin cũng như là top mỡ. Và anh em nhìn này, top mỡ, ui số ôi, Vít ga đâm vào mông của đó là Nana lên bảng điểm số. Ui số ôi, Nana không kịp nhấc cái tay lên để mà ném ra cái con Monila anh em ạ. Và thế là Nana luôn. Tiện đường công tác thì không có việc gì làm là mỡ sẽ chạy bộ lên đường trên nhá, để lên thêm một cái món trang bị lớn thứ ba. Đó là cái trang bị pha lê ánh sáng anh em ạ. Cầm cái này mà tông vào team mông team bạn thì cứ phải nói là hết sảy. Rồi ok, dọn dẹp thật nhanh cái đợt lính này. Xong khả năng cao mỡ sẽ di chuyển về nhà, hồi lại cái lượng máu. Chúng ta đánh Johnson phép, nó hơi ít máu, anh em cần phải lưu ý một chút xíu nhá. Rồi, lên xe, lại gọi là bao nhiêu đây, 6 bánh xe công lý. Di chuyển xuống đường dưới, đang có giao tranh. Mỡ sẽ làm quả xe tăng hình. Hư, tông vào mông của đó là hai lốt không, đó là tông vào mặt anh em ạ.
và mạng thứ ba rồi. Úi dồi, anh em thấy không ạ? Cái thằng tốp mỡ này nó lái xe thuộc dạng là đỉnh cao lắm, ác mộng lắm. Cứ một xe, cứ một lần lên xe là một mạng. Nói thật với anh em, khi mà mỡ đã lên xe thì ác mộng lắm anh em ạ. Ở đây, không lên với mỡ à? Anh em thấy không? Đây, anh em thấy hậu quả chưa ạ? Vạch Sana không lên xe của mỡ, và thế là vạch Sana đi bụi. Trong khi đó thì mỡ lại di chuyển lên đường trên. Mỡ sẽ đi xung quanh, dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường để mà ôi dồi ôi, Kimmy đi lạc anh em ơi. Úi dồi ôi, Kimmy bật cả bảo hộ nhưng mà cũng không thở được. Trong đầu Kimmy kiểu chứ cái lùm mé thằng Johnson này nó biến thái vậy. Nó phải tanh à? Không, tôi phải tanh không? Tôi đỡ đòn mà. À quên mất, tôi là lên pháp sư mà. Rồi, lại tiếp tục lên xe anh em ạ. Nói thật với anh em luôn, cái chuyến xe này của mỡ này mang đến cho tim bạn ác mộng ngay. Úi dồi ôi, chở theo em vạch Sana xinh đẹp hướng đến tim bạn và lao vào Vika. Ui, không đánh, không đánh. Ôi dồi ôi. Cái lùm máy anh em ơi, má vị ga kiểu gì mà xong cuối cùng gọi là mỡ với cả gọi là vạch Sana báo không à, lên với tổ tiên không à. Rồi ok, team của mỡ sẽ có một tình huống. Ôi, mỡ tông xe, mở giao tranh ở đây. Vạch Sana thả cái con thực thể xuống, lõm đầu của nó là hai lốt. Team của mỡ kích động giao tranh kinh vãi nồi anh em ạ. Và có được mạng của cái vị tướng hai lốt, nhưng về cơ bản chúng ta vẫn chưa thể đẩy được nhà bởi vì không có được lính trong cái tình huống vừa xong. Thì anh em hoàn toàn có thể tham khảo cái cách lên đồ phép này của cái con Johnson, nhưng nên lưu ý rằng cái lối chơi này của cái con Johnson ấy nó sẽ rất là cần một cái con tanh cứng đi rừng, anh em hiểu không? Chứ nếu như mà team của anh em không có tanh ấy thì anh em lên thế này thì lấy ai ở trong team của anh em ra tanh, anh em phải lên tanh nhá. Rồi bây giờ lại một lần nữa, mỡ lại dạo quanh phố phường. Ôi, tông vào mông của Julian mải nhìn lót quá, thế là gọi là gặp ngay cái mũi xe của mỡ. Julian hôn vào mũi xe của cái con Optimus Prime này, và cuối cùng anh ta chuyển sinh sang kiếp khác để chắc cun anh em ạ. Chắc cun. Rồi, bây giờ sẽ về nhà nha, hồi lại một chút xíu máu và sau đó bật chiêu cuối hạ cánh thần tốt. Đây rồi, đây khả năng cao sẽ là end game. Mỡ sẽ hơi tàng hình lái ra đằng sau anh em nha, tông vào mông của Kimmy. Rồi ôi, thế này thì bố của Kimmy cũng không né được anh em ạ, và thế là end game rồi. Vâng, một game đấu mà mang đến cho anh em đó là trang phục sắp quay trở lại của Johnson Ultimate Primes. Và nếu anh em thấy cái trang phục này đẹp và chuẩn bị hầu bao để mua thì chuẩn bị hầu bao đi nhá, và để lại cho mỡ một like đăng ký kênh ở channel của Tô Mỡ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Peace.